Đây đây nè các bạn ơi, đây là đôi giày của má chồng Linh nè, hả? Màu đỏ luôn. Tại vì năm rồi má chồng Linh cũng có đôi tương tự giống giày. Rồi hôm bữa đi sân bay đó, rồi má chồng Linh á đi á trợt cái nó đứt cái quai rồi. Cái là ông xã Linh đi mua mà ông xã Linh hay ghê, chọn mà đúng sai luôn. Ảnh đoán á chứ ảnh cũng không biết sai nữa. Rồi cái Linh nói thôi má chồng Linh thích màu đỏ mua màu đỏ luôn, mà má chồng Linh thích thiệt. Rồi còn đây nữa nè, đây là một đôi nữa. Cái đôi nãy là đôi sandal, còn đôi này để cho má chồng lên men để có đi đâu đi bộ hay là đi này đi kia bác sĩ đâu. Là men cái này nó thoải mái, rất là nhẹ luôn, mềm mà nhẹ lắm luôn. Má chồng lên lớn tuổi thích men đôi giày giống vậy. Đó, mà quà của má chồng lên vậy. Với một hộp kẹo sô-cô-la. Đó, vậy thôi, đơn giản. You got more. Yeah, I think this one. And this one. Yeah, this one. Sophie là chỉ mê mấy cái này lắm nè. Các bạn đừng có nghĩ là Linh mua quà cho đứa này ít đứa kia nhiều, không có đâu. Linh mua quà cũng bằng tiền, có thể là nó sơ thích nhưng mà tụi nó không quan tâm. Tại vì có thể là năm rồi á là Elvin mua đồ rất là nhiều tiền hơn Ethan. Thì nhiều khi năm nay thì Ethan nó mua đồ nhiều hơn là do tụi nó lựa chọn, nó tự thấy gì Linh mua cái đó. Chứ Linh không có phân biệt đó là mua đứa này nhiều hơn, đứa kia ít hơn, nó không biết vậy mà tụi nó cũng không phân biệt nữa. Tụi nó rất là hòa đồng, không có phân biệt là Ethan có nhiều hay là Elvin có nhiều, Elvin ít hơn, không có phân biệt vậy. Giống như tụi nó chọn là thích cái đó là mua cái đó thôi, chứ không có quan tâm đó là nhiều hay ít. Ai nhiều ai ít cũng không vậy. Sophia quá xinh hơ màu, nó tiên hơ màu lắm. We don't need this anymore, right Ethan? Because we're not here. Where are you, Sophia? In the charger? Nothing in here. Oh, because we only need the... Yeah, what's this? Why is it not? Yeah, why now you don't have to use my charger all the time. It's the mommy? So I won't get angry. Ethan, come here. Okay. Turn around. Come here, Ethan. Yeah, there. There you go, put his wings on. Ethan, now more restless review. Yeah. Come on, review to them. You know the names? AJ Styles, Dashboard, Scott Dawson. I'm the best at this. Linh không có nhớ tên nổi. Quá trời người mà ai cũng nhớ chưa. Sophie cũng một đống quà luôn. Yeah, look at this old man I got. Sophie cũng vậy nè. Look at the old man Kurt Angle. He's really old. Với lại Sophie cũng rất là nhiều đồ chơi luôn á. Tại vì Linh để trong phòng của nó, trong cái thùng đồ chơi á. Rồi khi nào nó chơi, nó lấy ra chơi để đem vô đó. Cho nên các bạn nghĩ là chỉ có Liam, tại Liam nó còn nhỏ nó hay chơi vòng vòng này, nó bài bừa. Các bạn thấy là Liam nó có nhiều đồ chơi nhưng mà không có đứa nào cũng nhiều đồ chơi. Sophie cũng rất là nhiều. That smells good, darling. Túi này nó thơm ghê luôn. Who's this? This is the best one of all. Superman. Just same as anyone. Mommy, this one's perfect. Linh thích cái nồi này ghê. Nồi này để ra hấp rau củ quả nè, hấp này hấp kia. Nhiều khi có thể hấp được tôm hùm nữa. Tại vì cái nồi này nó lớn, hấp được tôm hùm. Còn có cái chai này cũng được nè. Cái chai này để sức chị thăm mà còn mắt. Tại vì từ hồi làm YouTube tới giờ 3 tháng mấy là cái mắt Linh đó là bị thăm. Mommy, lipstick! Cái khuya quá, ngày nào cũng thức tới 2 giờ đêm hết. Mommy, look, red color. Không biết sao mà Liam nó còn nhỏ vậy mà nó nhìn mấy cái hình này hình kia là nó biết hết là Captain America hay là What is this for? What's that one? This is our show. Oh, they can fight. Look, they can fight.
Study on before. Ready? Come on. Come on, Deadpool. That's what I mean. Ah, I am mighty Thor. Ai nó cũng biết hết trơn. Oh yeah, mommy. What is it? Who's that? That's Deadpool. Yeah, that my cup thing. Yeah. Don't lose all your stuff. I'll get this thing off. My shoes are beautiful. Thank you. Maybe can you give me that box, the charger? Alright. Anything in it? Make sure you don't put anything in that you throw out. Just put it in. Here, Liam. You might have had to take this off. Oh, here we go. Oh, Batman shoe! Liam là thích cái đôi dép này lắm luôn. Thôi à, năm rồi anh có một đôi nhỏ xíu mà mang đi, tới năm nay không bao giờ mà lục bỏ, là tại lúc trước Linh đi tìm không có. Năm nay mới thấy được được nữa nè. Lúc trước đi các shop mới phải tìm Batman cho nó. Bring Batman for me. Liam, get Batman. Oh, this is really cool. Look at how cool this one is, Dad. Yeah, bring that one. Fingernail. Yeah, burning. Yeah. And stuff. That's. I want. Now, what's it? He can't fit. Only Batman can fit. What's this? You can drive a car. Okay, look at all these. Your pan already eaten? Yep. This one. Let me see it. That's it, Mommy. Oh, yeah. John Cena. Again. Santa drank your milk. Oh, and Santa drank all the milk and biscuit. Tối ngày qua Sophie trước khi đi ngủ nó kêu ba nó là lấy cho nó một ly sữa, cái sau này đây một ly sữa với lại một bịch bánh bánh quy để trên bàn đi, để cho cái ông già Noel nó tới cho nó quả là sẽ uống ly sữa đó với lại ăn bịch bánh đó. Hồi nãy nó vậy nó nói ông già Noel đã tới là có uống sữa với ăn bánh rồi. That's a lot of job. Thương Sophie lắm đó, các bạn ơi. Wait, did you just do the Vietnamese kiss, the ultimate Vietnamese kiss? Yeah. Ethan nó là hung kiểu Việt Nam. À, hồi trước trước lúc còn nhỏ ở Việt Nam á, cái nó thấy Linh hung á, thường thường ở Việt Nam mình là hung bằng là mũi không, mình hít vô mặt á, mình hung mình hít gì nè. Cái nó thấy Linh bắt trước, nhưng mà ở bên nước ngoài thì người ta hung bằng cái miệng. À, cái nó thấy Linh hung vậy nó bắt trước, cái lại nó hung lên đó, mà lúc đó đem bị sổ mũi lên nó hung nó hít mặt cái mặt lên đó là sổ mũi nước mũi của nó không. Is it long enough? How long is it? Same as Elvin, how long is it? That's 3 meters. Yeah, same as Elvin. It should be the same. You just gotta like stretch them out. Maybe this one, Ethan. Boom, 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 boom. I'm here, though. How fun is that? I'm out there. Okay. Good to daddy. Joker going in Batman's car. My goodness me, he would be cross. Me. Wouldn't he? Yes. You can open up your secret present later. Where? Our secret. Really? More present? Yeah, I'm opening this one. I'm opening this one.
another interesting one, Lynn. That thing there that Sophia's opening. I can't understand what that is. Which one? This one here. Oh, who knows? That's another one. Mommy, Daddy. Help her open it, Lynn, so that she can... Mommy, cut it down. Oh, is Batman getting eaten by the crocodile? No, this Joker turned him Joker. That's the Joker. We're back. That's cool. You missed us a lot, I know that for sure. You'll be falling over dolls, see? We just picked up. That was it. Để gắn cái bàn đánh banh cho Elvin nè. Gắn từ hồi nãy giờ luôn. Cũng khó. Gắn hồi nãy giờ nửa tiếng rồi đó. Put on the table and play, or just sit there and play like that. No, stand or? Oh, it's got legs. They have legs? Yeah. No biting, Liam, please. Liam, no biting, or otherwise Daddy will throw all the presents away. No, ba nó nói là không có được cắn, nếu mà cắn là sẽ dục hết mấy cái hộp quà vô thùng rác hết đấy. Thôi. Boy, if you bite, yes we will. Mua mấy cái thùng đồ chơi này mà thiệt chứ. Mua về phải ráp nữa. Nhưng mà ở bên đây á, Úc bên này á, các bạn mua cái gì cũng phải về nhà cũng phải tự ráp hết trơn. Giống như mua cái bàn, một cái tủ hay cái giường gì á là cũng phải tự ráp hết. Golden treasure. And we can't open it because it's sick. Dad, look at this. We're missing Moana because she's lost the heart of the country. What are you doing, darling? Playing with my princess. Right, you have so many toys now. But I want to play with these because they are not. Get out. Yeah, mommy will open it later. That's fair. Liam? What's your toy? Joker! Đây, Ethan với Liam đây. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Liam, say xin chào các bạn. I'm not hot anymore.
those, my Owen? You buy them really big. Oh, when we have big house. When we have bigger house, we can buy a bigger one. You can buy all the games. You can have a pool table, and you can have one of those, and you can have a video game. All right, Mum. It's all done! Are you going to want to have a game with me? So you have to play yourself. I'll play with Jack and Ben. Cái này dạng như là cũng đá banh nữa mà cái bàn bằng mình chơi bằng tay ha. Yeah, small for you, my love. Open. It's my turn. Mấy cha con chơi đá banh. Cái bàn nó hơi nhỏ. Kick daddy. Kick. Oh yeah. No, no, that's a bit moved. That's Sophia. Bomb. It's my turn. No, Sophia, stop touching. Oh. It was my turn. No, Sophia. Too hard to play.